Nếu các bạn hỏi tôi tựa game kinh dị indie nào hay nhất, thì tôi xin trả lời rằng đó chính là Limbo, Inside và tựa game ưa thích nhất, Little Nightmares. Cả ba game này đều có đặc điểm chung là sự mơ hồ, bí ẩn trong cách dẫn chuyện. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy lạc lõng vì không biết mình đang ở đâu. Ta đang đối mặt với thế lực gì? Nhân vật chính của chúng ta là ai? Kể cả khi đã hoàn thành game, câu chuyện của chúng cũng vô cùng mơ hồ và khó hiểu. Thay vì sử dụng các gợi ý nhỏ rải rác xuyên suốt cuộc hành trình và các mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, thì Little Nightmares đặc biệt xuất sắc trong việc đưa trải nghiệm qua từng chi tiết hình ảnh gameplay rùng rợn, được trau chuốt kỹ lưỡng, cho đến khi bạn hiểu được sự thật ẩn chứa trong đó. Khi đó, Little Nightmares sẽ biến thành một thứ gì đó ám ảnh và khiến bạn suy nghĩ mãi. Trong video này, tôi sẽ giải thích cũng như đưa ra các giả thuyết cho các bạn biết thêm về tựa game kinh dị Little Nightmares. Nhân vật chính của chúng ta là Six, một cô bé nhỏ nhắn trong bộ áo mưa màu vàng, tương phản với bóng tối đang bao quanh lấy cô bé. Thứ duy nhất mà cô bé có được chính là chiếc bật lửa đem đến ánh sáng yếu ớt, xua tan đi nỗi sợ từ bóng tối. Giấc mơ về một người phụ nữ đeo mặt nạ làm Six tỉnh giấc. Điều đó có ý nghĩa gì? Và ta là ai? Để giải đáp cho câu trả lời đó, chúng ta hãy theo chân cô bé, khám phá những bí ẩn đang được che giấu trên con tàu The Maw này. Theo như trong cuốn truyện tranh cùng tên, thì trước đó Six từng sống ở một thành phố không tên, nơi mà con người giống như những sinh vật to lớn kỳ lạ. Cô bé đã bị bắt bởi một gã đàn ông to lớn không có mặt với tên gọi The Ferryman, rồi bị đưa đến The Maw, vốn là một chiếc tàu ngầm khổng lồ di chuyển liên tục trên đại dương với phần ống khói nổi trên mặt nước để đón khách. Thực chất, The Maw là một nhà tù ngầm đặt sâu dưới lòng đại dương, tách biệt với thế giới bên ngoài. Con tàu được chia làm nhiều tầng khác nhau, lần lượt là khu nuôi nhốt, phòng bếp và nhà hàng. Tất cả hoạt động của The Maw xoay quanh ba việc là nuôi nhốt, đón khách và phục vụ thực khách. Những vị khách mời rất kỳ dị, trông như những con quái vật nhễ nhại mồ hôi, phàm ăn tục uống. Quần áo họ căng phồng lên vì cơ thể quá tải, cùng đôi mắt vô hồn như người chết. Một khi bước lên The Maw, sẽ không còn ai quay trở lại để kể lại bất cứ điều gì đã xảy ra ở ngoài đại dương trong chiếc tàu ngầm đầy u tối. Rời khỏi căn hầm an toàn nơi cô bé đang trú ẩn, Six đi ngang qua một căn phòng với trần nhà cao hơn những cấu trúc căn phòng khác. Lơ lửng trên trần nhà, ngoài vài chiếc ghế, còn có cơ thể của một người đàn ông kỳ lạ cùng đôi chân dài bất thường. Vậy ông ta là ai? Tại sao lại bị treo trên trần nhà? Chiếc phong bì nằm ở dưới sàn có phải là lá thư tuyệt mệnh chăng? Đây chính là bí ẩn khó lý giải nhất trong câu chuyện diễn ra trên The Maw. Trên đường đi, cô bé còn gặp những sinh vật nhỏ bé kỳ lạ được biết đến với tên gọi Gnome. Chúng rải rác khắp con tàu, ẩn nấp trong những góc khuất, sợ hãi bất cứ ai đến gần chúng. Tuy nhiên, chỉ cần thắp lên ngọn đèn ở Gnome thì chúng sẽ bình tĩnh trở lại. Thậm chí, Six còn có thể ôm chúng. Trong lúc bám theo một con Gnome khác, thì Six bị rơi xuống căn hầm bị bao phủ bởi bóng tối với chất nhầy đen đặc ở dưới sàn. Cùng với đó là sự xuất hiện của lũ đĩa khát máu lũ lượt kéo đến miếng mồi thơm ngon. Sau đó, Six vượt qua một con mắt canh gác ở khu nuôi nhốt. Bất kỳ đứa trẻ nào có ý định bỏ trốn đều phải nhận một kết cục bi thương. Nếu may mắn thoát khỏi ánh sáng chết chóc của con mắt, thì chúng vẫn phải đối diện với The Janitor, một kẻ với những ký ức bị lãng quên từ những nơi bị quên lãng. Kể cả cái tên Roger, hắn cũng chối bỏ và trốn chạy khỏi thế giới điên cuồng ngoài kia, cho đến khi hắn tìm thấy The Maw. Và bây giờ, hắn trở thành một kẻ canh giữ, luôn rình rập trong bóng tối, vì một kẻ bị mù không cần đến ánh sáng. Có thể nói rằng, tên quái vật tay dài có nhiệm vụ giống như quản gia của con tàu, như sửa chữa, chế tạo các món đồ chơi, và quan trọng nhất vẫn là canh giữ những đứa trẻ để chúng không bao giờ có thể trốn thoát được. Trở lại với Six, trước khi cuộc hành trình này diễn ra, cô bé đã trốn thoát cùng với những đứa trẻ khác và lang thang bên trong lòng con tàu. Vì một lý do nào đó, cô bé tự tách ra khỏi nhóm và bắt đầu tìm đường thoát một mình. Hoặc có thể cô bé là đứa trẻ duy nhất còn sống sót. Đi chưa được bao xa thì Six nhận thấy cơn đói bất ngờ làm cho cô bé trở nên suy yếu đến mức không thể bước đi nổi. May mắn thay, cùng lúc đó, một đứa trẻ khác nhìn thấy cô và ném cho cô một mẩu bánh mì để giúp cô vượt qua cơn đói, đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình không tưởng của mình. Chúng ta có thể tin rằng cậu bé đó không ai khác chính là The Runaway Kid, người đã tìm cách trốn chạy như Six. Dường như những kẻ mắc kẹt trên The Maw đều bị chi phối bởi sự đói khát, và chỉ cần ăn bất cứ thứ gì trên con tàu này thì sự cám dỗ ngày càng lớn dần. Đó là lý do mà đa số những đứa trẻ chấp nhận số phận của chúng, buông bỏ hy vọng chỉ vì không thể vượt qua cơn thèm muốn cơ bản, phó mặc số phận cho một thế lực lớn hơn chi phối. Thậm chí, một hy vọng tươi sáng rằng có thể trở về với gia đình cũng không còn tồn tại trong những đứa trẻ. Chúng biết nếu tìm cách bỏ trốn thì sẽ khó tránh được cái chết vì những cạm bẫy được giăng ra để ngăn chặn chúng, hoặc chúng sẽ gục ngã vì cơn đói khát. Chỉ cần ăn một lần là chúng trở thành một phần của The Maw, mãi mãi phụ thuộc vào con tàu ma quỷ này. Từ xưa đến giờ, con tàu chỉ tiếp nhận chứ không bao giờ thả thứ gì ra. Chính vì vậy, The Janitor đảm nhận công việc này đủ lâu để hiểu rằng đứa trẻ đang trốn chạy kia không thể cưỡng lại được miếng mồi ngon mà hắn đã dặn bẫy. Khi cơn đói ập đến, Six bất chấp mọi nguy hiểm đang rình rập và ngấu nghiến phần thức ăn mà không cần quan tâm thứ cô đang ăn là gì. Điều đó cho thấy ma lực trên con tàu này có khả năng khuếch đại cảm giác thèm khát của con người lên đến cực đại mỗi khi họ tiếp tục ăn. Nếu như không thỏa mãn được cơn đói thì họ sẽ trở nên mất tự chủ và hóa điên. Six được đem đến khu vực đóng gói thực phẩm. Vậy những đứa trẻ bị đưa đến con tàu The Maw để trở thành thực phẩm chăng? Câu trả lời chỉ đúng một nửa. Chúng ta không biết dựa trên tiêu chuẩn gì để chúng trở thành thực phẩm hoặc trở thành một phần của con tàu. Đó chính là sinh vật nhỏ bé với tên gọi Gnome. Để chứng minh cho luận điểm tôi đưa ra ở trên thì chúng ta có thể dựa vào đoạn cuối cuộc hành trình của Kid. Cậu bé bị The Lady biến thành Gnome. Những đứa trẻ hình hài Gnome buộc phải phụ thuộc vào con tàu bằng cách vận hành nó ở lò đốt nhiên liệu, vì ánh sáng từ ngọn lửa là thứ duy nhất nhắc cho chúng nhớ về con người trước kia của mình. Chúng ta có thể thấy cái bóng của những đứa trẻ khi Gnome đứng trước ngọn lửa. Mặc dù mang hình hài của sinh vật không còn là người, nhưng chúng vẫn mong ước có được sự che chở và những cái ôm ấm áp. Điều này là chúng ta liên tưởng đến vấn nạn buôn bán và bắt cóc trẻ em ở quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Hình ảnh những đứa trẻ bất lực, buông bỏ hy vọng, ngồi thẫn thờ chờ đợi số phận dẫn dắt chúng đến hai lựa chọn là làm nô lệ suốt đời hoặc trở thành món ăn cho những kẻ hấu đói vô độ trên khoang tàu. Nếu bạn tìm cách vào được một căn phòng ẩn tại lãnh địa The Janitor đang canh giữ thì có thể nhận ra ai đó đã từng ngồi trong căn phòng và quan sát tất cả mọi nơi thông qua con mắt. Hãy để ý kỹ khoảng cách giữa chiếc ghế và nút bấm màn hình. Kẻ nào sở hữu cánh tay đủ dài để ngồi ở khoảng cách như vậy? Chính là Janitor. Chắc chắn giả thuyết này sẽ dẫn đến một câu hỏi khác: làm sao mà ông kẻ có thể quan sát được với đôi mắt bị mù? Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi tin rằng căn phòng này chính là đôi mắt của lão ta. Có thể Janitor đã hy sinh con mắt của mình để có thể nhìn thấy được mọi thứ diễn ra trên The Maw. Nếu để ý, bạn có thể thấy biểu tượng hình con mắt xuất hiện rất nhiều ở khắp nơi. Thậm chí con mắt có khả năng hóa đá cũng thuộc về Janitor. Ông ta sử dụng nó để ngăn chặn những đứa trẻ có ý định trốn thoát, và chỉ có hai nơi xuất hiện con mắt quỷ này. Đó là The Prison và The Lady Quarters. Tiếp tục cuộc hành trình, cô bé tận dụng sự khéo léo và thông minh của mình để vượt qua khỏi ông kẻ và bước vào căn phòng có những chiếc đồng hồ cổ được treo trên trần phòng. Vài cái bị gãy rơi xuống đất. Điều này làm tôi liên tưởng đến người đàn ông treo cổ bí ẩn. Để dễ hiểu hơn, tôi xin phép gọi tên ông ta là ông chân dài. Hai chiếc ghế này dường như muốn nhắc cho chúng ta biết cái chết của ông chân dài có liên quan đến The Janitor. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra một suy nghĩ khác để bổ sung thêm cho giải thuyết ở trên. Có thể ông chân dài và ông kẹ là cặp đôi canh giữ những đứa trẻ tại The Maw. Một kẻ mù lòa với đôi chân ngắn, sở hữu cánh tay dài, và một kẻ kia đối xứng ngược với đôi chân dài và có lẽ ông ta bị điếc hoặc câm. Các bạn có để ý những chiếc ghế hoặc thậm chí là chiếc dương cầm được treo lủng lẳng trên trần nhà chứ? Ai lại đánh đàn hoặc ngồi trên những thứ được treo cao như vậy ngoài một người có đôi chân dài quá khổ? Giờ thì quay trở về lý do chính tại sao ông chân dài lại chết. Ông ta tự sát hay bị giết? Manh mối duy nhất chính là căn phòng có những chiếc đồng hồ bị treo trên trần. Cùng với sự xuất hiện của The Janitor cũng gián tiếp cho thấy ông chân dài bị chính đồng sự của mình giết. Còn nguyên nhân gây nên án mạng này là gì? Có lẽ tôi sẽ để cho các bạn trả lời bí ẩn này ở phần bình luận vậy. Quay trở lại với Six, cô bé bị rượt đuổi bởi ông kẻ đến cuối con đường. Sẽ không có lối thoát nào nữa. Đây là lúc cô bé hiểu rằng nếu muốn ra khỏi đây thì chỉ có cách phải đối mặt với cơn ác mộng của mình. Sau khi Six gỡ chiếc lồng nằm giữa cánh cửa ra, khiến cho nó nghiến đứt lìa hai cánh tay của The Janitor. Khi không còn tay, lão ta chỉ còn là một tên vô dụng mù lòa mà thôi. Tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức, cô bé lại tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình bằng cách đu lên chiếc móc vận chuyển thực phẩm đến tầng tiếp theo. Đó cũng là khu vực nhà bếp. Tuy nhiên, cơn đói đã quay trở lại và thôi thúc cô bé chọn con chuột làm bữa ăn tiếp theo. Mỗi lần cơn đói ập đến, hoặc lúc cô bé ăn, màn hình lại trở nên tối mờ đi. Nó cũng tượng trưng cho tâm hồn ngây thơ của Six ngày càng bị sự cám dỗ vấy bẩn tâm hồn dần dần. Tại khu nhà bếp, Six đụng độ hai anh em đầu bếp. Bọn chúng là những kẻ ưa thích bạo lực và có sở thích đặc biệt đối với các loại thịt. Cặp sinh đôi được sinh ra để trở thành đầu bếp. Khi họ lê những bước nặng nhọc trên thềm nhà lạnh lẽo, chặt thịt, thái nhỏ, chuẩn bị cho những bữa ăn kinh tởm, cặp đầu bếp cảm nhận được một thứ lẽ ra không nên xuất hiện trong căn bếp của chúng. Thực phẩm lẽ ra phải nằm ở trên thớt chứ không phải chạy quanh dưới sàn nhà. Cả hai bọn chúng sẽ không ngần ngại làm bất cứ thứ gì để biến Six trở thành nguyên liệu cho bữa tiệc. Phục vụ bữa ăn cho thực khách là nhiệm vụ chính của chúng. Vì vậy, cặp đôi đầu bếp bỏ gần như toàn bộ thời gian để nấu nướng và chuẩn bị thức ăn. Dở trong bếp quá nhiều, một nơi chật hẹp và đầy ắp thực phẩm. Cả hai đều béo phì, khiến cho việc truy đuổi Six là một sự tra tấn đối với chúng. Cô bé có thể nghe tiếng thở khò khè gấp gáp của chúng trong mỗi lần lê bước chân nặng nhọc để tìm kiếm cô. Nhưng may mắn thay, sự nhanh nhẹn của Six lẫn tính chậm chạp và ngu ngốc của cặp đôi này đã giúp cô bé thoát khỏi sự truy đuổi. Tôi tin rằng khuôn mặt của hai gã đầu bếp mà chúng ta thấy chỉ là chiếc mặt nạ bằng da người của chúng. Không ai biết vì lý do gì chúng lại đeo mặt nạ. Có lẽ đối với hai gã đầu bếp thì đó chỉ là món đồ trang sức của chúng mà thôi. Khi trèo ra khỏi khoang tàu ngột ngạt, Six chứng kiến một đoàn khách tiếp theo đang nặng nề tiến vào bên trong The Maw. Như chúng ta đã biết, thực khách là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động của The Maw. Bị dồn vào một sảnh lớn, ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc. Từ đó, họ ăn, và chỉ ăn mà thôi. Không cần vị, không cần nếm, không cần nhu cầu, không bao giờ ngừng. Nhưng cuối cùng, họ cũng sẽ phải ngừng ăn và rời khỏi chiếc du thuyền. Bằng cách này hay cách khác, The Maw chắc chắn sẽ chẳng hoạt động được nếu thiếu số lượng lớn thực khách tại đây. Hàng chục, hàng trăm những gã đàn ông, mụ đàn bà béo núc đến đây để tận hưởng những bữa ăn với nguồn thịt gần như không giới hạn. Họ chỉ có việc làm duy nhất là nuốt chửng toàn bộ mọi thứ đã được đưa lên trước mặt. Một số trong bọn họ còn phóng thân thể quá khổ ra khỏi ghế ngồi của mình, chỉ để đuổi theo miếng thịt nhỏ bé là Six. Các vị khách bị cơn cuồng ăn đến mức họ bất chấp tất cả, thậm chí là chết vì thức ăn. Cũng giống như Six khi bị cơn đói hành hạ, cô bé cũng không cần quan tâm rằng mình đang ăn thứ gì, cũng như không quan tâm rằng chỉ vì thỏa mãn cơn đói có thể khiến Six gặp tình huống nguy hiểm. Chắc chắn các bạn sẽ tự hỏi làm sao mà The Maw có thể cung cấp một lượng thực phẩm khổng lồ cho những thực khách đói khát kia, trong khi số lượng các đứa trẻ bị bắt có thể nói là không đủ để phục vụ hết toàn bộ thực khách trên tàu. Câu hỏi này dẫn đến một giả thuyết. Đó chính là những thực khách ở đây khi được vỗ béo, và họ lại trở thành thực phẩm cho các vị khách đến sau. Bằng chứng là khi Six đi ngang qua căn phòng chứa rất nhiều giày, hoặc một căn phòng chỉ toàn quần áo với kích cỡ của người trưởng thành. Điều đó cho thấy rằng những kẻ hấu đói kia chẳng quan tâm đến việc họ đang ăn thịt chính đồng loại của mình. Về mục đích chính của toàn bộ việc này là gì? Tất cả mọi sự việc diễn ra đều có ý nghĩa của nó. Để lý giải, chúng ta sẽ tiếp tục theo chương 6 để khám phá ra bí ẩn của The Maw. Buổi tiệc thịt người không giới hạn này được tổ chức bởi một người phụ nữ bí ẩn với biệt danh The Lady, và bà ta xuất hiện dưới hình tượng như một geisha Nhật Bản, đứng ở ban công theo dõi khách mời của mình. Với sự kiểm soát đầy quyền năng, The Lady đã sử dụng câu thần chú để khiến động cơ của The Maw hoạt động không ngừng nghỉ. Trong sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, The Maw là nơi duy nhất mang đến sự cân bằng cho bà ta. Gần đây, lời đồn về một đứa trẻ đang chạy trốn có nguy cơ phá hủy mọi thứ mà bà ta đang kiểm soát. Sẽ không thứ gì có thể cản trở The Lady thực hiện kế hoạch của mình. Thực khách phải tiếp tục ăn, The Maw phải tiếp tục vận hành như nó đã từng làm rất tốt. Tiếp tục chuyến hành trình của mình, Six phải mạo hiểm chạy băng qua bàn ăn của thực khách. Sau khi thoát khỏi mối nguy hiểm, cô bé tiến vào khu hành lang dẫn đến tầng cao nhất của The Maw, cũng là nơi trú ngụ của quý bà. Ngay tại lúc này, cơn đói tiếp theo quay trở lại. Dường như sự cám dỗ ngày càng lớn dần theo thời gian. Cũng giống như sự tham lam và ham muốn của con người, chúng ta không thể thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Các bạn đôi khi có tự nhìn lại bản thân mình và nhận thấy rằng chính ta cũng đã từng ít nhất một lần bị ham muốn chi phối không? Tại lúc này, cô bé không chấp nhận miếng xúc xích mà chú lùn tốt bụng đưa cho cô. Thay vào đó, cô bé lại ngấu nghiến sinh vật nhỏ bé tội nghiệp kia. Chúng ta sẽ nhận thấy một cái bóng đen giống như Six đang đứng ở đây. Vậy điều đó mang ý nghĩa gì? Có phải đó là phần tối trong con người cô bé không? Hay phải chăng nó chính là thứ đã biến Six trở thành một cơn ác mộng bé nhỏ, một bản chất xấu xa trong tâm hồn của đứa trẻ, hay một thứ gì đó đen tối hơn như vậy? Có một sự thật là chú lùn mà Six đã ăn chính là Kid, cậu bé bị quý bà bắt trước đó và chuyển hóa thành ôm. Đó là một linh hồn mới bị chuyển hóa, còn chưa định hình được trong cơ thể mới và lang thang ở khu vực đón khách. Một chú lùn chỉ có ý tốt và muốn giúp đỡ mọi người. Chính hình ảnh này mang một ý nghĩa phủ phàng rằng không phải cứ luôn giúp đỡ người khác là bạn sẽ nhận lại được điều tốt đẹp. Đôi khi cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên vốn có của nó. Cậu bé đã giúp đỡ Six khi ném cho cô một bánh mì. Lần kế tiếp, cậu cũng làm việc tương tự, nhưng đổi lại Kid phải trả giá cho hành động lương thiện của mình. Tuy nhiên, cái chết của cậu không hề lãng phí. Nó đem đến cho Six ký ức của cậu và sức mạnh cho cô bé để kết thúc cơn ác mộng trên con tàu The Maw. Sinh lực của thực khách là nguồn sức mạnh để duy trì ma thuật đen cho The Lady. Còn những đứa trẻ bị nhốt trên tàu chính là suối nguồn tươi trẻ của bà ta. Vì vậy, hầu hết những hành khách trên tàu cũng chỉ là công cụ để thực hiện hóa ước mơ về sắc đẹp vĩnh cửu của The Lady. Nên mục đích sống của những con người tại đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của bà ta. The Maw chỉ đơn giản là một chiếc lồng giam giữ nguồn sống cho The Lady sử dụng. Tuy nhiên, hấp thụ sinh lực chỉ mang đến cho bà ta sức mạnh về pháp lực cùng sự bất tử. Có lẽ, cái giá phải trả cho sự xinh đẹp và bất tử đó chính là việc The Lady không thể tự ngắm nhìn bản thể xinh đẹp của mình trước gương. Thay vào đó, thứ phản chiếu lại chỉ là một mụ già xấu xí. Đó chính là lý do mà gần như toàn bộ những tấm gương trên The Maw đều bị đập vỡ, để quý bà không bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình, cũng như dùng chiếc mặt nạ geisha để che đậy đi hình ảnh kinh khủng đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng Lady là một người đàn bà đẹp, nhưng vì lý do nào đó, bà ta lại chịu lời nguyền không thể ngắm nhìn mình ở trong gương. Nếu so sánh giữa chiếc mặt nạ nhỏ nhắn và gương mặt mà ta chứng kiến của quý bà, thì có thể dễ dàng nhận thấy chiếc mặt nạ geisha không hề phù hợp với gương mặt to bè, chảy xệ kia. Hoặc dễ thấy nhất chính là đôi bàn tay thon gọn cùng làn da sậm màu, trái ngược với thứ mà chúng ta nhìn thấy trong gương. Ngoài ra, tôi vẫn còn một vài suy tưởng liên quan tới ngoại hình của các nhân vật, đại loại như hình ảnh quái đản xấu xí của thực khách, hay những kẻ làm việc trên The Maw, đại diện cho sự trưởng thành của người lớn. Đi cùng với đó là thói tham lam, ganh ghét, kiêu ngạo và lười biếng. Đây là những đặc tính của những người trưởng thành mà gần như ai cũng mắc phải. Trong khi những đứa trẻ nhỏ nhắn, đại diện cho sự ngây thơ, tươi trẻ, lại sở hữu một cơ thể bình thường, không bị biến dạng. Trong một đoạn mô tả của quý bà trên trang web của nhà sản xuất có câu nói như sau: trong sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, The Maw là nơi duy nhất mang đến sự cân bằng cho bà ta. Câu nói này ẩn dụ rằng những con người bên ngoài kia đều bị chi phối bởi sự cám dỗ, nên khi ở trên con tàu, Lady cảm thấy bà ta là kẻ duy nhất bình thường. Vì vậy mà hình ảnh của Lady là một người con gái xinh đẹp, không bị sự trưởng thành biến đổi. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể che giấu con người thật sự của bà ta khi đứng trước gương. Nếu đúng như vậy, thì cuối cùng The Lady cũng giống như những kẻ ngoài kia mà thôi. Tấm gương là đại diện cho lương tâm của mỗi con người. Bạn không thể nào che giấu đi con người thật sự của mình khi đứng trước tòa án lương tâm. Quay trở lại cuộc hành trình của cô bé trong chiếc áo mưa vàng, Six bước vào trong khu vực phòng ngủ và nhận thấy The Lady đang nhẹ nhàng chải mái tóc dài. Cô bé lẻn qua và đập vỡ một chiếc bình ở đầu giường để lấy chìa khóa. Lúc này, Lady phát hiện ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Thay vì đến và bắt Six, bà ta lại chơi trò mèo vờn chuột để khủng bố tinh thần cô bé, như đã từng làm với cậu bé Kid. Tuy nhiên, Six đã biết trước chiến thuật của mụ ta, cũng như cách để tiêu diệt quý bà. Bằng cách sử dụng tấm gương để phản chiếu ánh sáng, phá tan sức mạnh bóng tối của Lady. Đa số các bạn nghĩ rằng Lady bị đánh bại vì nhìn vào hình ảnh của chính mình. Tôi không cho là như vậy. Bằng chứng là Lady có thể tự ngắm mình trong gương trước khi bắt cậu bé Kid. Bằng chứng tiếp theo là Kid sử dụng ánh sáng từ chiếc đèn pin để tiêu diệt những sinh vật màu đen có đeo chiếc mặt nạ tương tự như quý bà. Vậy tại sao Six lại biết cách tiêu diệt mụ ta? Đó là vì khi Kid bị ăn sống thì toàn bộ ký ức của cậu được tiếp nhận bởi Six. Chưa dừng lại ở đó, hãy quay về thời điểm chúng ta khám phá ra căn phòng quan sát của The Janitor. Trên màn hình hiển thị một tấm gương lành lặn được đặt ở trên kệ. Có lẽ đây là lý do mà cô bé biết được vị trí chiếc gương, cũng như cách để tiêu diệt mụ phù thủy độc ác bằng cách phản chiếu ánh sáng từ tấm gương được làm bằng Obsidian. Sau vài lần phản đòn, khiến quý bà trở nên yếu đi và gục ngã. Vào đúng giây phút đó, cái bóng đen lại thôi thúc sự thèm khát ở nơi cô bé. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc để Six ăn sống mụ phù thủy. Màn hình trở nên tối đen, cũng giống như tâm hồn của Six bị vấy bẩn hoàn toàn bởi những khao khát trần tục của con người. Đây cũng là lúc mà cô bé hấp thụ luôn sức mạnh đen tối của Lady. Có lẽ từ bây giờ, Six không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Thay vào đó, cô bé không khác gì người mà mình vừa đánh bại. Trong dáng điệu tự tin, không hề sợ hãi, cô bước đi vào sảnh đại tiệc và tận hưởng buổi tiệc linh hồn cho riêng mình. Từng thân hình đổ gục xuống khi linh hồn bị hút cạn, cho đến khi không còn một ai. Sau đó, cô hiên ngang bước lên những bậc cầu thang, hướng đến ánh dương rực rỡ trên bầu trời. Những chú lùn nôm gần đó sợ hãi, nhưng vẫn tò mò và dõi theo những bước đi cuối cùng của Six ra khỏi đây. Dường như sức mạnh của cô bé còn vượt trội hơn cả quý bà, bởi vì Six không hề sợ ánh sáng. Cô bé có thể đứng bên dưới ánh sáng ban ngày, trong khi đó Lady chỉ quanh quẩn ở bên trong con tàu, nơi mà bóng đêm đem đến cho bà ta sức mạnh cùng sự an toàn tuyệt đối. Hình ảnh cô bé đang trên nóc tàu, chờ đợi một chuyến tàu khác để tiếp tục thỏa mãn ham muốn của mình. Hay cô sẽ giải thoát lời nguyền con tàu này? Câu trả lời tôi xin dành cho các bạn. Và sau khi hoàn tất cốt truyện thì chúng ta vẫn còn rất nhiều khúc mắc vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp. Ví dụ như tại sao Six lại mơ thấy Lady ở đầu game? Câu hỏi đó sẽ dẫn đến một giả thuyết khác, đó là mối liên hệ gia đình giữa Six và The Lady. Ở tầng trên cùng của The Maw, nơi được trang hoàng lộng lẫy, cũng là nơi được treo những tấm ảnh của các nhân vật bí ẩn. Trong đó có tấm hình The Lady đứng giữa bốn bóng đen khác. Vậy họ là ai? Lẽ nào họ cũng từng là Lady và bị cô bé 3, 4 Survive, tiêu diệt và tiếp tục cai quản con tàu. Trong đoạn mô tả của nhà sản xuất có nói rằng gần đây, lời đồn về một đứa trẻ đang trốn chạy có nguy cơ phá hủy mọi thứ mà bà ta đang kiểm soát. Sẽ không thứ gì có thể cản trở The Lady thực hiện kế hoạch của mình. Thực khách phải tiếp tục ăn. The Maw phải tiếp tục vận hành như nó đã từng làm rất tốt. Chúng ta hãy đào sâu hơn vào câu nói này nhé. Trên The Maw nuôi nhốt rất nhiều trẻ em. Và chắc chắn có nhiều đứa trẻ đã tìm cách trốn chạy. Nhưng tại sao đoạn mô tả lại nói rằng một đứa trẻ đang trốn chạy có nguy cơ phá hủy mọi thứ mà Lady đang nắm quyền kiểm soát? Điều đó gián tiếp chỉ ra rằng Six phải có gì đó đặc biệt hơn những đứa trẻ đang bị giam giữ còn lại ở trên The Maw, khiến cho Lady phải sợ hãi. Điều này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết, khi mà người mẹ kế ganh tị với sắc đẹp của đứa con gái đến nỗi phải làm mọi cách để giết cô ấy. Có lẽ The Lady muốn mình là người xinh đẹp nhất cho một thế giới đầy rẫy những con quái vật gớm ghiếc. Và mụ ta đã tìm cách để hủy diệt vẻ đẹp của bọn trẻ, hay chính xác hơn là hủy hoại Six. Còn một điều đáng nói nữa là tại sao Six lại có khả năng hấp thụ sức mạnh và ký ức những thứ mà cô bé đã ăn. Trong cuộc hành trình của Six, cô bé bị cơn đói hành hạ liên tục, trong khi Kid, cậu bé cũng có hành trình song song với Six, thì không hề bị cơn đói tấn công. Những cái bóng ma mang hình hài của đứa trẻ có nguồn gốc từ đâu? Tấm hình của người phụ nữ này có liên quan gì tới bà cô giáo trong trailer phần 2 không? Hay các tấm ảnh vẽ nguệch ngoạc của những chú nôm có liên quan đến một đôi trẻ nam nữ? Có phải là Six và cậu bé bí ẩn trong phần 2 chứ? Hiện tại, tôi vẫn không thể lý giải được hết những khúc mắc này. Hy vọng phiên bản Little Nightmares phần 2 có thể giải mã được những sự kiện đã và đang diễn ra trong thế giới đầy ma mị của Little Nightmares. Các bạn hãy nhớ rằng, những lý giải mà tôi nêu ra ở bài phân tích phía trên cũng chỉ là giả thuyết. Không có gì chắc chắn 100% rằng điều tôi nói là đúng. Có lẽ những suy nghĩ của các bạn sẽ góp phần khám phá ra những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Vì vậy, đừng ngần ngại chia sẻ thông tin với team Level Up để tôi có thể thảo luận cùng các bạn nhé. Nếu các bạn thích video này, đừng ngần ngại bấm nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông để dễ dàng theo dõi các video kế tiếp của Level Up. Xin chào và hẹn gặp lại!